thông báo về việc vận chuyển hành khách bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải. Thực hiện theo công văn số 7770 ngày 10 tháng 8 năm 2020, thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải và công dân số 7832 ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giao thông Vận tải về việc kế hoạch vận chuyển hành khách nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải. Sở Giao thông Vận tải Long An triển khai các nội dung cụ thể như sau: một, tổ chức hoạt động vận tải, dừng hoạt động vận chuyển các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và hoạt động vận tải hành khách của xe hợp đồng, xe taxi đi đến thành phố Đà Nẵng, trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, xe vận chuyển phục vụ phòng chống dịch và các trường hợp cung cấp lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất hàng hóa. Hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe taxi có hành trình qua thành phố Đà Nẵng thì không được dừng đổ tại thành phố Đà Nẵng để đón trả khách. Các hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe taxi có hành trình không qua thành phố Đà Nẵng thì thực hiện bình thường. 2. Tăng cường công tác phòng chống dịch, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong thực hiện các hoạt động vận tải, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác. Các đơn vị kinh doanh vận tải bến xe khách siết chặt và củng cố các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong thực hiện các hoạt động vận tải hành khách cụ thể. Bổ sung thêm bồn rửa tay xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay có ít nhất 60% nồng độ cồn tại các khu vực phòng chờ trong bến xe khách để thuận lợi cho hành khách sử dụng. Bắt buộc đeo khẩu trang đối với tất cả người điều khiển phương tiện, tiếp viên, người phục vụ và hành khách trong khu vực bến xe và trên các phương tiện vận tải hành khách. Yêu cầu tất cả cán bộ, nhân viên, người lao động tại bến xe khách cài đặt ứng dụng Bluezone để phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm, đồng thời tuyên truyền vận động hành khách có sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone cảnh báo sớm khi có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19. Sở giao thông vận tải Long An yêu cầu các cơ quan đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện